Mến chào tất cả các bạn và các em thân mến. Thì hôm nay thầy Duy quay trở lại để chia sẻ với các bạn qua một cái video mới nói về núi lửa. Vậy thì núi lửa là gì và hoạt động của nó ra sao? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái video này các bạn nha. Thì núi lửa đó là một cái hiện tượng mà một cái dòng nham thạch nóng chảy từ trong lòng đất nó phun lên bề mặt, nó chảy lan ra. Đó là những cái dòng nham thạch rất là nóng với nhiệt độ vài ngàn độ C và nó lan xuống những cái sườn núi và khắp bề mặt chất của quả đất của mình, và nó có thể tạo thành những cái ngọn núi, nó gọi là núi lửa. Đây là một cái bức ảnh về một cái ngọn núi lửa phun lên nè. Các bạn thấy dòng nham thạch cực kỳ nóng luôn, nó phun lên vài ngàn độ C đó các bạn. Thì núi lửa nó phun á, nó phun trào ra những cái nham thạch và nó tạo ra những, nó chạy qua những cái lỗ thoát, nó gọi là những cái miệng núi lửa, và nó chảy lan xuống những cái đỉnh, những cái sườn, và dần dần nó đông đặc lại thành những cái đá, những cái đám tro bụi khí, thì nó phun trào theo cái núi lửa. Thì các bạn biết là khi núi lửa mà nó mà ngừng hoạt động đó, thì những cái tro bụi này nè nó cực kỳ tốt cho cây và người ta trồng cây rất là tốt luôn. Thì cái dòng nham thạch này nó nóng cỡ nào các bạn biết không? Thì các bạn thấy nè, nếu mà một cái ngọn núi lửa nó phun mà dòng nham thạch nó chảy tới đâu thì nó có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, bởi vì nó quá nóng, sức nóng của nó có thể khiến một căn nhà cháy rụi, có thể khiến một rừng cây cháy rụi, có thể biến một cái đồi xanh thành ra là hoàn toàn là tro bụi. Thì những cái dòng nham thạch này nó sẽ định hình cái hình dạng của núi lửa như thế nào? Thì những cái dòng nham thạch nó có chia làm hai loại đi. Một loại đó nó sẽ cứng thành đá rất là nhanh luôn, và nó tạo thành những cái ngọn núi cao và dốc như thế này, bởi vì nó vừa chảy ra là nó đông cứng lại rồi. Còn có những cái dòng nham thạch đó, nó sẽ mềm hơn, nó lâu đông đặc hơn, để nó tạo thành những cái ngọn núi với cái sườn nó thoai thoải hơn và nó phẳng hơn. Thì những cái núi lửa này nó hoạt động như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái dòng dung nham, các bạn thấy nè, những cái dòng dung nham nó chảy nóng đỏ rực như một dòng sông vậy đó, nó chảy xuống các cái sườn đồi. Tuy nhiên cái tốc độ chảy của nó may mắn là nó không nhiều, không nhanh, cho nên con người đủ thời gian để có thể trốn thoát, có thể sơ tán đi. Tuy nhiên trên thế giới có nhiều trường hợp là có những cái thành phố đã bị chôn vùi bởi những cái ngọn núi lửa phun trào rất là lâu. Đây là một cái dạng của núi lửa hoạt động dưới biển. Các bạn đừng nghĩ dưới biển có nhiều nước thì núi lửa không hoạt động. Núi lửa có thể hoạt động ngay dưới đáy biển, và những cái núi lửa nó phun trào, nó để lại những cái bụi khói, những cái tro, những cái hơi nước. Các bạn thấy ở đây là một cái hình ảnh một cái ngọn núi lửa ở bang Surtsey, một cái đảo núi lửa ở Iceland, và nó phun lên khi mà những dòng dung nham nó nóng chảy, nó chảy lan ra và nó chạm xuống nước biển, thì nó sẽ để lại những cái cột khói cao như thế này, nó gọi là những cái cột hơi nước. Và trên thế giới cũng có rất là nhiều núi lửa hoạt động, đặc biệt là cái vành đai lửa Thái Bình Dương đó, có rất nhiều núi lửa hiện đang hoạt động các bạn nha. Thì núi lửa người ta chia làm 3 loại theo cái thời gian hoạt động của nó. Thì những cái ngọn núi lửa hiện nay đang hoạt động và phun trào dữ dội mạnh mẽ thì nó gọi là núi lửa đang hoạt động. Thường nó sẽ đỏ rực như thế này và không có cây cối nào có thể sinh sống được quanh cái ngọn núi lửa như thế, và nó để lại rất là nhiều tro bụi. Những ngọn núi lửa hoạt động sau một cái thời gian nó ngưng hoạt động, nó gọi là núi lửa đang ngủ, và sau này có thể hoạt động trở lại. Và thường thì những ngọn núi lửa này quay quanh nó thì là một cái rừng cây phát triển rất là tốt. Còn đây là một cái ngọn núi lửa mà đã ngưng hoạt động trong mà ít nhất là 1 triệu năm, thì nó gọi là núi lửa đã tắt và nó không hoạt động nữa. Thì hình ảnh đây là một cái tòa lâu đài, một cái thành phố người ta xây ngay trên đỉnh của ngọn núi lửa. Thì các bạn biết không, nguyên nhân tại sao mà núi lửa nó phun trào lại như vậy? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cấu tạo của cái quả địa cầu của chúng ta, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn lý do mà núi lửa nó phun trào. Thì ở đây để giải thích cho cái lý do mà núi lửa nó phun trào, thì các bạn sẽ xem cái cấu tạo của quả địa cầu của chúng ta. Nếu cái quả địa cầu các bạn cắt thành những cái lát mỏng như thế này, sâu vào bên trong lõi của nó, thì các bạn thấy là cái quả địa cầu của chúng ta có thể được chia thành 4 lớp. Cái lớp thứ nhất ngoài cùng, cái vòng ngoài cùng nè, nó rất là mỏng, nó gọi là cái lớp đá rắn, là cái lớp mà trên bề mặt mà cây cối có thể phát triển và sự sống có thể sinh sôi nảy nở. Thì bên dưới cái lớp đá rắn này là một cái lớp thứ hai, nó gọi là lớp đá nóng chảy, và nó thường xuyên không ngừng chuyển dịch và nó rất là nóng, và đôi khi nó nóng đến mức độ mà nó tạo một áp lực đủ để phá vỡ cái lớp rắn bên ngoài, và nó phun trào lên thành những cái dòng dung nham nóng chảy, đá nóng chảy, nó gọi là những cái nham thạch. Đây là lý do mà tại sao mà những cái núi lửa nó hoạt động, nó phun trào lên những cái dung nham. Thì cái lớp thứ ba các bạn thấy là lớp kim loại lỏng, có nhiệt độ rất cao, nó ở rất sâu bên trong. Cái lớp này nó không tham gia vào hoạt động của núi lửa, nhưng mà nó gián tiếp nó cung cấp cái năng lượng để mà đẩy cái lớp bên ngoài, lớp đá nóng chảy bên ngoài không ngừng chuyển dịch. Còn lớp lõi bên trong là lớp lõi kim loại rất là đặc, với nhiệt độ vài triệu độ, và chúng ta không có cách nào để có thể tiếp cận vào sâu bên trong này. Thì đây là cái hình ảnh, là lý giải lý do tại sao mà những ngọn núi lửa thường xuyên phun trào trên khắp mọi nơi trên thế giới. Các bạn chú ý là các bạn có thể vào cái đường link của trang web là www.uspoint.com để các bạn tham khảo nhiều cái tư liệu, hình ảnh, video liên quan đến hoạt động của núi lửa và nhiều kiến thức khác nữa các em nha.
Hy vọng là video hôm nay sẽ rất có ích cho các bạn trong việc tìm hiểu về núi lửa là gì, sự hoạt động của núi lửa, các dạng núi lửa khác nhau, để các bạn có thêm kiến thức. Và chúc các bạn vui, khỏe và học giỏi. Hy vọng là các bạn sẽ nhấn like hoặc để lại câu hỏi trong cái phần comment, hay là share video này cho nhiều bạn khác cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để đón xem nhiều video mới bổ ích các bạn nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you. See you next time.